Đổ một cốc nước xuống sàn, kỳ lạ là nước lại chia thành hai phần. Dùng thước tam giác dựng vào tường, phát hiện tường bị nghiêng một góc 15 độ. Cầm thước dây đo kích thước trong phòng, sau đó đo cùng kích thước đó bên ngoài. Không ngờ bên ngoài lại rộng hơn bên trong 2 mét. Cô con gái bỗng nhiên cảm thấy lạnh, chạy vào nhà mặc áo khoác theo, nhìn thấy con gái đã mở cửa đi ra. Kết quả sau đó lại biến mất, anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đi vào nhà chỉ thấy áo khoác rơi dưới sàn. Kỳ lạ hơn là căn nhà này không phải lần đầu tiên xảy ra những chuyện như vậy, bên ngoài trời nắng chang chang, trong nhà lại mưa như chút nước. Mở cửa lên tầng 2, lại xuất hiện ở phòng bếp tầng 1, việc này rốt cuộc là thế nào? Thao là ông chủ một ngân hàng, tuổi đã lớn nhưng lại có một cô vợ minh tinh trẻ đẹp, Susanna, lên mạng thuê một căn biệt thự, cả gia đình đến đó du lịch. Buổi tối hai người đã nói sẽ dành cho nhau một đêm ngọt ngào, nhưng bên phía con gái lại xảy ra vấn đề, trên tường bỗng nhiên xuất hiện bóng người, cô bé vô cùng sợ hãi, quay đầu lại nhìn, đúng lúc bố đi vào, cô bé vội vàng nói việc này với bố, nhưng anh ta không những không tin còn tắt đèn đi, con gái quay đầu nhìn vào tường không thấy gì cả, nhưng vẫn sợ hãi nằm co mình trong chăn, một bóng người bỗng nhiên lướt qua, Susanna nằm trên giường đợi chồng, đồng hồ hiển thị là 10 giờ 34 phút, theo ở bên ngoài tắt đèn, về phòng lại nhìn thấy vợ ngủ say rồi, việc chính cũng không làm được phát nào, anh ta nghĩ mình chỉ mới ra ngoài một chút, không hề chú ý đã là hơn 3 giờ, ngày hôm sau, lúc theo đi mua đồ, ông chủ bỗng nhiên hỏi anh ta, trong căn nhà đó của cậu có chuyện gì kỳ lạ xảy ra chưa? Hỏi xong còn tặng anh ta một cái thước tam giác, bảo anh ta về đo góc tường, theo cảm thấy có chút kỳ lạ. Buổi tối, anh ta mở nhật ký ra, phát hiện một dòng chữ cảnh cáo. Anh ta quay ngoắt đầu lại, không hề phát hiện gì cả, nhưng lúc quay lại lần nữa, giữa các giá sách đã có thêm một cánh cửa, anh ta tò mò mở ra, bên trong là cầu thang và một ngọn đèn lung linh, anh ta theo cầu thang đi xuống. Bỗng nhiên cảm giác có người ở phía sau, anh ta vô cùng sợ hãi, còn chưa kịp bình tĩnh lại, lại phát hiện dưới đất toàn là ảnh, nội dung là chụp trộm anh ta và người thân, anh ta cầm ảnh đi về phía trước, mới đi được một lát lại phát hiện đồ chơi của con gái, vừa nhặt nó lên, quay đầu đã nhìn thấy một cái chân, anh ta vội vàng chạy đến, nhưng lúc này con gái đã chết, nhưng anh ta tin rằng đây chỉ là một giấc mơ, tự dùng tay đánh vào mặt mình, còn đập vỡ chai rượu đâm vào tay, nhưng mãi vẫn không tỉnh lại được. Cuối cùng quyết định dùng phương pháp mạnh, vẫn may, đó thực sự chỉ là một giấc mơ, anh ta đưa vợ đến phòng sách, kể với cô ấy về giấc mơ kinh hoàng kia, nhưng lúc này trên giá sách không hề có cánh cửa đó, mở nhật ký ra, câu nói yêu cầu anh ta rời đi thực sự tồn tại, không chỉ như vậy, tờ tiếp theo còn có thêm một dòng chữ. Hai vợ chồng quyết định dọn dẹp đồ đạc lập tức rời đi, lúc dọn dẹp phòng bếp, theo nhìn thấy vợ con đang chơi đùa bên ngoài, trong lòng vô cùng hạnh phúc, vì thế đã gửi cho vợ một tin nhắn lãng mạn. Thấy cô lấy điện thoại ra, theo vô cùng chờ đợi câu trả lời, nhưng điện thoại trên bàn lại reo lên, tin nhắn của anh ta lại được gửi vào chiếc điện thoại đó. Theo ngẩn người ngơ ngác thì ra vợ giấu anh ta dùng hai chiếc điện thoại. Bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mình có một chiếc sừng rất chi là dài, anh ta tức giận cầm điện thoại ra chất vấn, Susanna cũng không che giấu, thẳng thắn thừa nhận mình cắm sừng chồng. Hai người cãi nhau một trận, cuối cùng đường ai nấy đi. Trong biệt thự chỉ còn lại bố con theo, lúc con gái chơi đùa trong bếp, không cẩn thận làm vỡ một cốc nước, nước chảy xuống chia thành hai phần. Theo rót một cốc nước khác đổ lên sàn cũng nhận thấy kết quả giống hệt. Lát sau con gái mở cửa đi ra ngoài nhưng bỗng nhiên biến mất, theo vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm, mở cửa tầng 2 lại quay về phòng bếp ở tầng 1. Anh ta chạy lên tầng 2 mở cửa lần nữa. Không tin là có ma quỷ, dùng cái ghế bên cạnh giữ cửa nhưng quay người lại bị dọa một trận, cảnh tượng lúc này là ở phòng sách. Cánh cửa giữa kệ sách cũng đã xuất hiện nhưng sau cánh cửa không phải cầu thang mà là một hành lang tối thui. Lúc theo đang vô cùng nghi hoặc cánh cửa bỗng nhiên đóng lại, bên này thì ra sau khi con gái mất tích cũng đi vào hành lang đó. Một cánh cửa tự động mở ra, cô bé tò mò đi vào, cánh cửa bỗng nhiên đóng lại. Tiếp theo cô bé nhìn thấy một bồn tắm, có một người phụ nữ đang nằm bên trong, cô bé có chút sợ hãi. Theo nghe thấy tiếng hét vội vàng mở từng cánh cửa đi tìm. Trong đó có một cánh cửa không mở được, anh ta dùng sức đẩy mạnh vào, sau đó đập thêm một phát nhưng thứ bay ra lại là chiếc ghế lúc nãy vừa chặn cửa. Con gái cũng đang ngồi bình an trên cầu thang, thấy con gái sợ hãi, theo quyết định lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng xe đã bị vợ lái đi, điện thoại cũng không gọi được, anh ta chỉ đành gọi cho ông chủ quán tạp hóa, ông chủ nói với anh ta căn nhà đó là ma quỷ xây nên thường xuyên có người đến đó ở nhưng không rời đi được nữa, theo không muốn nghe thêm nữa, chỉ hy vọng ông ấy giúp mình gọi một chiếc taxi. Nhưng ông chủ đã từ chối mà dập luôn điện thoại, anh ta chỉ có thể dẫn con gái đi bộ rời đi, con gái quay đầu lại nhìn, trong nhà có một người đang nhìn về phía họ, theo cảm thấy nổi da gà, mau chóng ôm con gái chạy đi. Hai người men theo đường lớn đi mãi, mãi mới thấy phía trước có ánh đèn, nhưng nhìn kỹ, hy vọng lại biến thành tuyệt vọng. Hai người lại quay về trước căn biệt thự. Nhưng bên ngoài thực sự quá lạnh, nếu cứ tiếp tục ở ngoài sẽ đông thành đá mất. Vì mạng sống, hai bố con chỉ có thể vào nhà, đợi sáng ngày mai rồi đi, nhưng vừa nhắm mắt ngủ theo lại bị tiếng nước chảy đánh thức. Anh ta đi vào phòng vệ sinh, vòi nước đã được vặn chặt, bỗng nhiên cảm nhận có gì đó, anh ta vội vàng xông đến đập cửa, lại lần nữa xuất hiện ở căn phòng đen tối đó.
Bên trong có một chiếc bồn tắm, nước trong vòi đang nhỏ xuống, anh ta muốn đi lại gần nhìn thì bị ai đó xông ra tấn công, anh ta gắng sức chống trả, nhưng lát sau con ma nữ lại biến mất, không kịp nghĩ nhiều, anh ta chạy lên tầng tìm con gái, mở cửa ra bỗng nhiên ngẩn người, đó không phải là anh ta đang viết nhật ký hôm qua sao? Anh ta